Làm thế nào chúng ta có thể làm sạch giày màu trắng bẩn và làm cho đôi giày trắng tinh như mới? Sau đây là một số bí quyết giặt giày đặc biệt quan trọng, hiệu quả mà ít người nghe biết. Bàn chải đánh răng. Đầu tiên, thứ bạn phải sẵn sàng chuẩn bị là một chiếc bàn chải đánh răng đã cũ hoặc một chiếc bàn chải đánh xi giày cũng được, nhưng phải là còn mới chứ không bị đen nhé. Tuy việc dùng bàn chải đánh răng để đánh giày thì hơi tốn công sức của con người và làm thời gian chút xíu, nhưng bù lại, đầu bàn chải nhỏ sẽ lăn lỏi lên các ngóc ngách của giày dễ hơn và sẽ làm giày của bạn trắng hơn. Nước tẩy rửa. Nhắc đến vết bẩn thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đến sản phẩm siêu thần thánh nước tẩy rửa đầu tiên. Phải nói là mỗi lần quần áo lố bẩn thì em ấy luôn được chú ý và sử dụng nhiều nhất, và lần này thì giày trắng cũng không ngoại lệ. Để phương pháp này đạt hiệu quả cao thì trước hết bạn phải nắm được các bước thực hiện để tiến hành một cách chính xác chứ không lại phản tác dụng. Kem đánh răng lại là một vật dụng vô cùng quen thuộc hàng ngày, trắng răng, thơm miệng. Nhưng lần này mình muốn giới thiệu cho các bạn một công dụng mới nhưng không mới của em ấy, đó là tẩy sạch các vết bẩn trên giày trắng. Tuy nhiên, bạn phải chú ý là lựa chọn loại kem đánh răng có độ tẩy trắng cao nhé, như vậy mới đem lại hiệu quả cao và mới đánh bay được vết bẩn nhanh. Máy rửa bát. Để làm sạch đôi giày trắng của bạn, đầu tiên bạn phải bỏ hết bát đĩa trong đó ra và vệ sinh máy rửa bát sạch sẽ. Nếu không, dầu mỡ và cặn bẩn còn thừa sẽ dính vào giày của bạn và các bạn sẽ phải tốn nhiều công sức của con người hơn nữa để tẩy được đôi giày đấy. Tiếp đến, bạn cho đôi giày của bạn vào trong máy và khởi động như máy bình thường. Sau khi hết chu trình tẩy rửa, bạn lấy giày ra và đem phơi dưới ánh sáng mặt trời, hoặc muốn nhanh hơn, chúng ta có thể sử dụng máy sấy khô để làm. Máy giặt. Ngoài máy rửa bát thì vẫn còn một loại máy thần thánh giúp giặt sạch những chiếc giày trắng luôn có mặt trong gia đình, đó chính là máy giặt. Để tẩy sạch những vết bẩn trên giày, trước tiên bạn phải vệ sinh máy giặt sạch sẽ. Trong khoảng chừng thời gian đó, bạn ngâm đôi giày của mình vào nước xà phòng tầm 10 phút. Sau đó, cho đôi giày vào máy giặt và chọn chế độ giặt nhanh và sử dụng nước nóng. Lưu ý là bạn để giày vào túi giặt quần áo để tránh trong quá trình giặt giày bị va đập vào thành máy, mong chóc biến dạng nhé. Tẩy bút chì. Không chỉ là dụng cụ học tập thân thuộc của học sinh, sinh viên chúng ta, mà tẩy bút chì còn là một loại tẩy đa năng, tẩy luôn được cả vết bẩn trên đôi giày của bạn đấy. Tuy nhiên, cục tẩy này chỉ hữu dụng so với giày trắng bằng da thôi, còn giày vải thì bạn phải áp dụng các phương pháp mình đã trình bày ở trên. Để làm sạch đôi giày bằng da hoặc giả da bằng tẩy bút chì rất đơn giản. Bạn chỉ cần dí tẩy bút chì thật nhiều lần vào vết bẩn, y hệt như bạn tẩy một hình đang bị vẽ sai vậy. Thế là tẩy bút chì nhanh chóng có thể cuốn đi vết bẩn trên đôi giày của bạn đấy, quá dễ dàng và không nào. Sơn móng tay. Trong quá trình sử dụng, những đôi giày da hoặc giả da của chúng ta có thể có những vết xước ngoài ý muốn, và chính những vết xước ấy là nơi bụi bẩn tích tụ thành mảng khó coi và cũng rất khó để làm sạch trên đôi giày trắng của bạn. Chính vì vậy, việc bạn phải làm đầu tiên là phải vệ sinh đôi giày của mình thật sạch sẽ theo những cách mình đã liệt kê ở trên, nhất là những vết xước. Sau đó, bạn bôi chì trắng lên vết xước để không bị nhem bẩn và đợi cho nó khô lại. Sau đó, bạn để khô rồi bôi một lớp thật mỏng sơn móng tay không màu lên vết xước rồi để qua đêm.